Em nói rồi, bạn nữ làm đẹp thì là mình hôm nay mà, cho nên anh thoải mái. Nói chung là anh chờ cả đời cũng được nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, đó. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, chính ra là hôm nay là có mẹ em lên đây nhưng mà vì mẹ em đang bị bệnh ở dưới quê á. Hôm qua mới bị cấp cứu tim á. Thôi được rồi, coi như là mẹ sẽ xem ở chương trình sau. Bây giờ á, chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Chính xác. Mở rào. Dạ. Song Thảo gặp mặt. Chào em, anh có món quà tặng em. Hy vọng là sau này em nhìn món quà này em sẽ nhớ đến anh, tại vì nó to con giống anh. Dạ, dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Dạ, chai nước ép em tự. Được rồi, cảm ơn em. Dạ. Cái đó là cái gì vậy Thảo? Dạ, nhỏ. Chai nước ép sinh tố chị. Em tự ép hay sao? Dạ. Em tự ép hả? Dạ. Sinh tố gì vậy? Dạ thơm với cà rốt ạ. Rồi cái này là em về em để em chân luôn, khỏi uống luôn. Uống đi để coi bạn nữ bên kia làm nước có ngọt ngào không. Anh là anh chơi nguyên lon nguyên chai luôn á. Trời, khỏe ngọt luôn anh Linh ơi. Ngon đúng không? Dạ. Ước gì giờ tôi có con trai trời. Dạ em ơi anh Linh luôn anh Linh. Thôi cảm ơn cái đó của em, tình cảm của em để em uống đi chứ. Rồi bây giờ mình trò chuyện đi nha. Chào em. Nhìn em bề ngoài phải nói rất là xinh luôn. Anh có quan trọng về cái tuổi tác không? Tại em lớn hơn. Dạ cũng không sao, tuổi không thành vấn đề, quan trọng là mình hợp nhau hay không mới là vấn đề thôi em. Lớn con có tuổi mà nhầm, người ta 72, 27 còn chưa nói. Công việc của em cũng làm theo ca đó anh, thì thời gian nó cũng sẽ linh động và nó sẽ không có thời gian cố định. Anh có thể sắp xếp được không? Anh sẽ sắp xếp được để đến bên em. Thì cứ alo cho anh trong vòng 15 phút là anh bay tới ngay. Thấy chưa? Rất là đơn giản, quyết liệt như thế. Đó, có mặt 30 giây liền. Và hiện tại là em cũng không có ý định là mình sẽ chuyển cái nơi sống xa ra Vũng Tàu á. Thì không biết là ví dụ như thế. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. À, bạn đang bên kia. Dạ em tên là Thảo, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Em là quê đâu em? Dạ em quê Tây Ninh ạ. Rồi mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng bạn gái bên kia. Em cũng tên Thảo luôn nhưng mà em tên là Nguyễn Trọng Thảo. Em 31 tuổi, hiện đang làm quản lý của FPT Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi quê đâu Thảo? Em ở Hóc Môn, Sài Gòn. Đàn gái cho tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Khuyết điểm của em á thì em sợ ma. Sợ ma. Nhiều người sợ ma lắm với mình em đâu. Dạ. À, em ơi, nếu em sợ ma thì anh sẽ bảo vệ em được em. Tại vì ma nó rất chuyên sợ. Đi ma không à. Ma nó sợ anh đúng không? Dạ. Em thể hiện cảm xúc ở trên cái nét mặt của em luôn. Là ví dụ như em vui buồn hay là em có cái gì đó nóng giận hay gì hết thì em đều thể hiện ra trên cái mặt của em. Thể hiện ngay và liền, không có che giấu được cảm xúc của dạ, mình. Dạ đúng rồi, không? Em không có che giấu. Vui là cười, buồn là khóc. Dạ đúng. Nổi giận là đập đồ. Dạ không, nổi giận em không có đập đồ. Điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, hòa đồng với lại em dễ gần chị. Bạn trai? Bạn Thảo điểm, trai. Dạ điểm mạnh của em thì nấu ăn thì rất ok. Em thích ca hát. Trong mọi công việc thì em cũng có một cái quyết định, đó là người ta nói là đánh nhanh rút nhanh nhưng mà phải chính xác, quyết đoán. Dạ vâng, không có cái gia trưởng, cũng không có rượu chè nọ với kia. Còn điểm yếu thì cũng hơi lụm thuộm một tí xíu đó, cho nên là cái đó là cái điểm yếu chết người của em luôn. Điểm mạnh là ca hát ha. Dạ. Giờ hát bài nào vui vui cho nó không khí coi. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiên tha, trao cho nhau những lời thiên tha. Rồi mạnh mẽ quá. Hãy trao những lời thiết tha ha. Bên đàn gái có phút đáp bài nào cho nó vui không? Dạ em xin tặng cho mọi người có mặt ở trường quay một bài. Mình hãy như trên ngọn đồi đó nắng gió, trên tay em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa,
ta cũng có nhau. Chị cảm tưởng nếu hai bạn này mà đến được với nhau á, giống như một cây cổ thụ mà có một cái dây leo nó leo, nó quấn quanh cái cây cổ thụ đó. Bạn kia thì rất là mạnh mẽ, đúng không? Cái tiếng nói của bạn chính ấy xác rồi chị. Nó, đúng không? Rất là mạnh mẽ, còn em này thì rất là yếu đuối, mỏng manh. Ừ. Tôi tò mò quá, tôi phải coi. Em có mấy mối tình rồi Thảo? Thảo trai. Dạ, em hiện tại thì có một mối tình chính thức và một cái dự bị, nhưng mà đã chia tay nhau lâu rồi anh. Có chính thức mà có dự bị nữa hả? Dạ, cái dự bị là đi sau cái chính thức. Tức có nghĩa là cái chính thức thì em quen cách đây được 8 năm. Nhưng mà khi mà em đang quen được 2 năm thì gia đình bạn nữ gặp khó khăn đó. Thì bạn lại đi trẻ chưa hiếu, lại đi về lấy người khác. Rồi tới gia đình, tới bạn nữ hai thì quen được 2 tháng. Vậy đâu phải dự bị, dự bị tức là em đang yêu người này mà em dự bị người khác mới là dự bị. Gần như là bắt cá hai tay á em. Bắt cá hai tay mới là dự bị. Còn nếu quen vậy không phải là dự bị tội nghiệp người ta. Gái đâu ai đi dự bị cho mình, đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào em. Bao nhiêu năm rồi em không có vướng vào tình yêu nữa? Nói chung là cũng 10 năm rồi chị. 10 năm luôn, chỉ lo vào sự nghiệp, vào công việc thôi. Dạ. Bây giờ thì mọi thứ của em ổn định hết chưa? Dạ, mọi thứ em ổn định hết rồi chị. Giờ chỉ cần chờ bạn nữ bấm nút một cái một em rước về ngay luôn chị. Rước về ngay luôn. Để chị hỏi một chút về bạn nữ, thấy cái đường tình duyên của em thế nào? Thì em cũng có tìm hiểu được vài tháng, thì em thấy chưa phải là người cuối cùng của mình á. Nên em quyết định là dừng lại. Mong muốn ở cái người bạn trai là như thế nào? Về ngoại hình, em thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng chị. Màu hồng hồng xíu được không? Hường hả chị? Màu hường chắc phải tẩy cho nó thành trắng được không ạ? Gì hả? Là em muốn là bạn nam của mình thì không hút thuốc. Không hút thuốc, em hút thuốc không? Không hút thuốc luôn chị ơi. Rồi sao nữa? Với lại là bạn nam phải tôn trọng cái sở thích cá nhân của em. Có thể là em sẽ cắt tóc ngắn, hoặc là em có thể là nhuộm tóc, hoặc là sơn móng tay, em có thể sơn một cái màu nổi, màu đậm. Không biết là bạn nam bên đây có suy nghĩ như thế nào về... Đó, em trả lời đi, em suy nghĩ như thế nào? Ủa em ơi, giờ thì cho anh hỏi nha, bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi em? Hãy hỏi xoáy đắp xoay nữa, bây giờ người ta hỏi sao mình trả lời vậy đi. Người phụ nữ mà làm đẹp, cho mà làm đẹp á, thì coi như là mình là người đẹp lây mà. Cho nên là mình phải ok thôi. Ok đúng không? Dạ. Đó, một câu là ok, tôn trọng toàn bộ những cái quyết định của bạn gái là rồi, từ anh bây giờ Linh. Trai, em muốn tìm một mẫu người lý tưởng thế nào? Chiều cao từ khoảng 1m45 cho đến 1m55. 45 làm gì có phụ nữ nào 45 thấp vậy? Dạ em lấy từng tiêu chuẩn cái đó thôi anh. Được, tốt rồi. Ai cứ đòi tiêu chuẩn cao á là người mẫu hết rồi. Đúng, chính xác. Gì nữa? Giống như là ca sĩ Khởi My á. Khởi My hả? Dạ. Khởi My hả? Lên coi có Khởi gì đây. Dễ thương mà. Bạn này nấu ăn rất là ok nè. Bây giờ đàn trai đưa ra như đó thì em thấy mình có được bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ là em cũng có thể đáp ứng được những cái phần yêu cầu của bạn. Đúng rồi, về tính cách về này kia thì anh nghĩ đáp ứng được ha. Còn Khởi My thì mỗi người có tính cách không thể nào giống nhau được đâu. Chắc phải đi thẩm mỹ thôi. Phải đi thẩm mỹ mới giống được. Thẩm mỹ chưa chắc giống nữa ha. Dạ. Em đi với ai? Em đi với bạn thân của em. Sao em? Dạ sao? Em xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Anh Thảo ơi, em có một câu hỏi cho anh, đó là em không biết là mình có, anh tự nhận xét là mình có phải là người kiên nhẫn không ạ? Dạ nói chung là mình rất là kiên nhẫn luôn ạ. Dạ. Như vậy thì chúc mừng anh. Em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội. Vì chị của em, chị Thảo ấy, chị khá là xài giờ dây thun. Thường thì tụi em đi chơi với nhau thì tụi em phải chờ chị khoảng đâu đó 30 đến 1 tiếng. Cho nên nếu anh là một người kiên nhẫn thì ok. Dạ cái đó thì em cứ yên tâm. Anh là luôn luôn đúng giờ nhưng mà không có gò bó với bạn nữ. Là vì như hồi nãy anh đã nói rồi, bạn nữ làm đẹp thì là mình hôm lây mà. Cho nên anh thoải mái. Nói chung là anh chờ cả đời cũng được nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ đó. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ chính ra là hôm nay là có mẹ em lên đây nhưng mà vì mẹ em đang bị bệnh ở dưới quê á, hôm qua mới bị cấp cứu tim á. Thôi được rồi, coi như là mẹ sẽ xem ở chương trình sau. Bây giờ á chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Chính xác. Mở rào. Rồi. Song Thảo gặp mặt. Chào em, anh có món quà tặng. Dạ. Hy vọng là sau này em nhìn món quà này em sẽ nhớ đến anh, tại vì nó to con giống anh. Dạ, dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Dạ, chai nước ép em tự. Được rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Cái đó là cái gì vậy Thảo? Dạ, nhỏ. Chai nước ép sinh tố chị. Em chai tự ép hay sao? Dạ. Em tự ép hả? Dạ. Sinh tố gì vậy? Dạ thơm với cà rốt ạ. Rồi cái này là em về em để em chân luôn, hỏi uống luôn. Uống đi để coi bạn nữ bên kia làm nước có ngọt ngào không. Anh là anh chơi nguyên lon, nguyên chai luôn đó. Trời. Quá ngọt luôn anh Linh ơi. Ngon đúng không? Dạ. Ước gì giờ tôi có con trai trời. Dạ em ơi anh Linh luôn anh Linh. Thôi cảm ơn cái đó của em, tình cảm của em để em uống đi chứ. Rồi bây giờ mình trò chuyện đi nha. Chào em. Nhìn em bề ngoài phải nói rất là xinh luôn. Anh có quan trọng về cái tuổi tác không? Tại em lớn hơn. Dạ cũng không sao, tuổi không thành vấn đề, quan trọng là mình hợp nhau hay không mới là vấn đề thôi em. Lớn con có tuổi mà nhầm, người ta 72, 27 còn chưa nói. Công việc của em cũng làm theo ca đó anh, thì thời gian nó cũng sẽ linh động và nó sẽ không có thời gian cố định. Anh có thể sắp xếp được không? Anh sẽ sắp xếp được để đến bên em. Thì cứ alo cho anh trong vòng 15 phút là anh bay tới ngay. Thấy chưa? Rất là đơn giản, quyết liệt như thế. Đó, có mặt 30 giây liền. Và hiện tại là em cũng không có ý định là mình sẽ chuyển cái nơi sống xa ra Vũng Tàu á. Thì không biết là ví dụ như nếu mà tính xa hơn á thì mình có thể sắp xếp như thế nào để... Nếu mà sau này mà em mà theo anh ra Vũng Tàu thì anh sẽ bao luôn tìm việc làm cho em luôn ngoài đó luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Tại vì ở ngoài đó rất là nhiều công ty, anh quen rất là nhiều người. Đã nói là bạn này là cây cổ thụ để cho em leo mà. Đúng luôn, bạn này rất bản lĩnh á, bạn trai rất bản lĩnh á. Bây giờ vấn đề là bao giờ em có thể cho tiến tới thôi. Chắc là phải trong một năm. Trong một năm, rồi anh thấy đây là một người đàn ông là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ấy. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Chuyện tình mình chưa đi vừa tối. Lời hẹn đầu chưa đi vào lối. Thì lâu đài mang tên tình ai. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Hay lắm. Đấy. Một cái bài hát thay cho lời muốn nói. Còn cái chuyện chọn lâu đài tình ái hay không là do cô gái. Bấm nút để về lâu đài tình ái. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. Và bây giờ là 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm nút à? Dạ. Trời ơi, lý do tại sao vậy em gái? Dạ tại vì em nhớ là em không có ở Vũng Tàu á anh, em không. Trời ơi em ơi, anh đã nói rằng là em muốn ở đâu là quyền quyết định của em. Hãy mở lòng ra đi, anh nghĩ rằng đây là một chàng trai đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng để đưa em về lâu đài tình ái. Một cái cánh cửa lâu đài mở rộng, một cái ngôi nhà tình yêu mở rộng ra như thế. Anh nói thật sự nha, anh rất kết anh này ở đây nè. Tất cả đều quyết liệt và tất cả đều có những phương án hết. Tiếc quá trời tiếc luôn. Rất là bất ngờ em gái ơi, em hãy mở lòng mình ra nữa. Xung quanh tao chúng ta còn rất là nhiều điều tốt mà không phải lúc nào tao phải gặp được điều đó đâu. Không phải lúc nào tao phải gặp một cái người mà sẵn sàng mở cửa cho chúng ta đâu. Ha, chúng tôi đã kết duyên nhưng có phận, đành phải chịu thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Dạ, xin cảm ơn. Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một cái mảnh ghép của mình nhé. Hãy mở lòng mình ra, hãy mở cánh cửa tình yêu, hãy mở vườn hồng để có người bước vào đó, em gái nha. Thôi, mình không có nợ rồi, để tìm một người nào đó mượn nợ nha. Dạ. Ok. Rồi em đi này. Chai nước của em đó, cứ đem về uống nước đi. Thiệt là tiếc. Có những điều bất ngờ mà chúng tôi không thể đoán được thưa quý vị. Ôi làm sao mà biết được, vấn đề là
gõ cửa trái tim. Đó, cái trái tim này cái người gõ cửa chưa đúng thì đúng thành rồi. Ra thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cảm ơn.